Một căn nhà 2 tầng, chủ giảm giá cực kỳ sốc luôn các bạn. Giảm lên đến 2,2 tỷ ạ. Giá cũ là 8,5 tỷ và hiện tại chỉ còn có 6,3 tỷ thôi ạ. Cho một cái căn nhà 2 tầng với tổng diện tích lên đến là 81 mét vuông ạ. Bề ngang qua là 5 mét, dài xuống là 16 mét, vuông vức như một tờ A4 ạ. Công nhận đủ 100% và không có bị quy hoạch lộ giới hay là bị lỗi phong thủy gì cả nha các bạn. Căn nhà của mình nằm tại một cái vị trí cực kỳ là đắc địa, thuộc trung tâm của phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức, kế bên Linh Chiểu không ạ? Và rất là gần với trường Đại học Ngân hàng, và chúng ta chỉ cách khoảng chừng 3 phút thôi và chúng ta có thể đi đến trường Đại học Ngân hàng. Và trong khu vực này có rất là nhiều cái trường đại học ạ, như là Đại học Sư phạm Kỹ thuật và trường tiểu học các cấp, cấp 1, cấp 2, và kế bên là trục đường Hoàng Diệu 2, được mệnh danh là một cái trục đường sầm uất và bậc nhất thuộc trung tâm thành phố Thủ Đức. Căn nhà của mình được thiết kế rất là kiên cố và chắc chắn ạ. Gồm có một trệt, một lầu, có hai phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp và có đầy đủ công năng của một căn nhà luôn nha các bạn. Đường trước nhà của mình rộng lên đến 5 mét ạ. Và xe ô tô có thể vào ngủ trong nhà luôn nha các bạn. Và cách chỉ có vài bước chân thôi là ra đến trục đường hẻm xe tải thông luôn ạ. Và thông tứ phía luôn các bạn, thông ra Hoàng Diệu 2, Kha Vạn Cân, Tô Ngọc Vân, Võ Văn Ngân. Pháp lý căn nhà của mình cực kỳ chuẩn luôn nha các bạn. Sổ hồng riêng vuông vức đã hoàn công chuẩn chỉnh và có thể công chứng ngay ạ. Căn nhà nằm trong một cái khu vực cực kỳ là an ninh và yên tĩnh nha các bạn.